Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Hôm nay chúng ta trở lại bài các bài giáo lý dự tòng. Hôm nay chúng ta bước vào bài số 8 với tựa đề Thiên Chúa chọn các ngôn sứ. Trong mỗi bài học thì chúng ta đều có 5 số La Mã. Số 1 La Mã là lời Chúa, số 2 La Mã là trình bày, số 3 La Mã là bài học gồm các câu hỏi, và số 4 La Mã thái độ sống, và cuối cùng số 5 là ý cầu nguyện. Trong tất cả các bài thì chúng ta luôn luôn có cái cấu trúc như vậy. Và hôm nay chúng ta bước vào bài số 8, Thiên Chúa chọn gọi các ngôn sứ. Một La Mã lời Chúa: Thiên Chúa phán, này ta sai sứ giả của ta đi trước con để dọn đường cho con đến. Tin mừng theo Thánh Marco. Thiên Chúa đã chọn là các ngôn sứ, cũng là những sứ giả đi trước. Ví dụ như ông Gioan Tẩy giả, hay được gọi là Gioan Tiền hô đó, là người đi trước để dọn đường, kêu gọi dân chúng sám hối để khi Đức Giêsu xuất hiện thì có thể đón nhận được Đức Giêsu. Đó là các ngôn sứ. Ông Gioan Tẩy giả là vị ngôn sứ cuối cùng trong Cựu Ước. Số 2 La Mã trình bày: Thiên Chúa đã chọn gọi và sai các ngôn sứ đến với dân Israel để tiếp tục huấn luyện họ trung thành với giao ước và xứng đáng lãnh nhận đấng cứu thế đã hứa. Chúa, trong kế hoạch cứu độ của Chúa thì Chúa phải gửi đến những cái người để mà chuẩn bị tâm hồn cho dân, giúp cho dân sống tốt hơn. Và những người này được gọi là các ngôn sứ. Vậy thì ngôn sứ là ai? Thưa, ngôn sứ theo tiếng Hebrew là Nabi, có nghĩa là người được gọi, được loan báo. Người được gọi, người loan báo. Cái từ Nabi có nghĩa là người được gọi, người loan báo. Như trường hợp của ngôn sứ Elia, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Thiên Chúa đã tuyển chọn các ngài như những người thân thiết của Chúa để truyền đạt lời Chúa cho dân riêng. Khi dân đi sai đường lối Chúa, các ngôn sứ nhắc nhở, khuyến cáo họ trở về cùng Thiên Chúa. Khi dân cố chấp trong đường lối sai lầm, các ngôn sứ đe loi, tiên báo các tai họa sẽ đến. Trong thời kỳ lưu đày, khi dân thất vọng buông xuôi, ngôn sứ kêu gọi họ luôn tin tưởng vào Thiên Chúa. Đấng đã cứu thoát họ khỏi cảnh nô lệ Ai Cập xưa cũng sẽ đoái thương giải thoát họ. Khi dân mệt mỏi vì mong chờ đấng cứu thế mà chẳng thấy, ngôn sứ loan báo ngày đấng thiên sai sẽ đến thực hiện ơn cứu độ. Ngôn sứ là những người được Chúa chọn để mà giúp cho dân sống tốt hơn. Khi dân đi lạc xa đường lối Chúa thì các ngôn sứ kêu họ là phải trở về đường ngay nẻo chính. Khi dân mệt mỏi thì các ngôn sứ an ủi. Khi dân chờ đợi đấng cứu thế quá lâu thì là ngôn sứ cũng kêu gọi, động viên người ta là kiên trì. Và khi dân sống trong tội lỗi thì ngôn sứ tiền báo những cái tai họa sẽ xảy đến. Ngôn sứ là những người được Chúa tuyển chọn để giúp cho dân sống tốt hơn. Số 2, nội dung chính của sứ điệp các ngôn sứ. Các ngôn sứ mang đến cho dân sứ điệp của Thiên Chúa mà nội dung chính yếu là: A. Nhắc nhở dân tuân giữ giao ước đã ký với Thiên Chúa. Ngôn sứ cảnh tỉnh dân và đòi buộc dân phải trở về tuân giữ giao ước. Qua ngôn sứ, Thiên Chúa giáo dục dân và tuyên hứa sẽ ban đấng thiên sai và nước Thiên Chúa. Thế là các ngôn sứ trước tiên là nhắc nhở dân tuân giữ giao ước của Chúa. B. Loan báo ơn cứu độ qua những biến cố cuộc đời, của thời cuộc, những phản bội của dân, các ngôn sứ loan báo về ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa. Lời loan báo này dần dần được sáng tỏ với những chi tiết cụ thể. Sinh bởi một trinh nữ, sinh tại Bethlehem thành vua David, công việc của đấng thiên sai, chữa người mù, què, câm điếc, rao giảng tin mừng cho người nghèo khổ, loan báo năm hồng ân và ngày giải thoát. Chúa cứu thế sẽ chết và sống lại. Thứ nhất là các ngôn sứ là nhắc nhở dân sống theo đường lối của Chúa, theo luật của Chúa, theo giao ước của Chúa. Cái thứ hai là loan báo đấng cứu độ, và cụ thể là đấng cứu độ sinh bởi một trinh nữ này, sinh tại Bethlehem thành vua David này, là người có quyền năng để chữa người đuôi mù què quặt này, rao giảng tin mừng và loan báo năm hồng ân. Đấng cứu thế cũng là đấng sẽ chết và sống lại. Tức là nội dung của các ngôn sứ gồm có hai nội dung chính, tức là kêu gọi người dân sống theo giao ước của Chúa, cũng như là loan báo đấng thiên sai, hay là đấng cứu độ, hay loan báo Đức Giêsu sẽ đến. Ba, số lượng các ngôn sứ. Thánh Kinh Cựu Ước ghi nhận 16 ngôn sứ, mà 4 vị lớn là Isaiah, Jeremiah, Ezekiel và Daniel. Kinh Thánh Cựu Ước có 16 ngôn sứ, trong đó có 4 vị gọi là ngôn sứ lớn là Isaiah, Jeremiah, Ezekiel và Daniel.
Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ nối kết thời Cựu Ước và Tân Ước. Vinh dự lớn nhất của ông là được thấy và giới thiệu Chúa Cứu Thế cho người đương thời. Các ngôn sứ là những người loan báo Đấng Cứu Thế sẽ đến, mà ông Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ nhìn thấy Chúa Giêsu luôn. Vị ngôn sứ gọi là nối kết giữa Cựu Ước và Tân Ước. Các ngôn sứ loan báo Chúa Giêsu sẽ đến, Chúa Cứu Thế sẽ đến, và ngôn sứ Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ đã nhìn thấy và giới thiệu Chúa. Khi mà có các môn đệ của ông ấy đến với ông ấy, thì thấy Chúa Giêsu đến, thì ông ấy, Gioan Tẩy Giả mới nói rằng đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Rồi Ba La Mã bài học: hỏi ngôn sứ là ai? Thưa, ngôn sứ là những người được Thiên Chúa chọn để sai đi loan báo lời Chúa cho dân người. Ngôn sứ là những người được Thiên Chúa chọn để sai đi loan truyền lời Chúa cho dân người. 2. Các ngôn sứ đã nói gì với dân Chúa? Thưa, các ngôn sứ đã nói những điều chính yếu này. Thứ nhất, nhắc nhở cho dân nhớ các điều họ đã cam kết với Thiên Chúa trong giao ước. 2. Loan báo ơn cứu độ Thiên Chúa sẽ thực hiện cho Đấng Cứu Thế. Các ngôn sứ nói hai nội dung chính. Thứ nhất là nhắc nhở dân sống theo giao ước của Chúa, và cái thứ hai là loan báo Đấng Cứu Độ, Đấng Mêsia, Đức Giêsu Kitô, loan báo Đấng Cứu Thế sẽ đến. 4. La Mã thái độ sống xưa kia dân Israel được các ngôn sứ dạy dỗ chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Thế. Ngày nay tôi sẵn sàng nghe lời hướng dẫn của các thừa tác viên trong hội thánh. Nếu như ngày thái độ của chúng ta là thế nào ngày xưa đó, những người Do Thái mà lắng nghe các ngôn sứ loan báo, thì những người đó cũng sẽ nhận ra Đấng Cứu Thế. Thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng cố gắng lắng nghe lời giảng dạy của giáo hội, của quý cha, quý thầy, quý sơ, những người giảng dạy, cố gắng học giáo lý để chúng ta cũng cảm nhận được sự hiện diện của Đấng Cứu Thế, hiện diện của Đức Giêsu đó. Càng học hỏi về lời Chúa, học hỏi về Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ có một cái cảm nhận là Thiên Chúa đang ở bên cuộc đời của chúng ta. Đó là thái độ của chúng ta, cố gắng học hỏi và lắng nghe sự dạy dỗ của giáo hội, lắng nghe học hỏi các lớp giáo lý để chúng ta có thể nhận biết Chúa hơn. 5. La Mã cầu nguyện: lạy Chúa, Chúa hằng sai các sứ giả đến hướng dẫn cho dân Chúa. Xin cho con biết mau mắn đón nhận lời giảng dạy của hội thánh. Xin cho con, lời cầu nguyện của chúng ta là xin cho con biết mau mắn học hỏi giáo lý và đón nhận được giáo lý của Chúa nơi hội thánh của Chúa. Vậy là chúng ta đã hoàn tất bài học thứ 8, Thiên Chúa chọn gọi các ngôn sứ. Xin cho chúng ta biết lắng nghe lời giảng dạy của giáo hội, quý cha, quý thầy, quý sơ, và xin cho chúng ta cũng là những ngôn sứ, tức là những người nói lời Chúa cho anh chị em mình. Con xin hết lòng cảm ơn quý ông bà cùng tất cả anh chị em.